Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cùng nghiên cứu sang một chương mới. Đó là chương 5 về phần chất khí. Và trong chương này thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu các nội dung như sau. Thứ nhất là cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Thứ hai là ba định luật chất khí. Và thứ ba là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Và nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Bài 28, cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Ở lớp dưới thì các bạn đã học là cấu tạo từ cùng một phân tử, nhưng chúng có thể tồn tại ở các dạng khác nhau. Ví dụ, cùng cấu tạo từ phân tử nước, nhưng chúng có thể tồn tại ở thể rắn. Nếu chúng ta làm đá, thể lỏng là trạng thái bình thường và thể khí là khi chúng ta đun nước ở 100 độ C thì bắt đầu xuất hiện bốc hơi ở trên bề mặt của nước, thì đó là hơi nước sẽ xuất hiện. Vậy tại sao lại như thế thì chúng ta cùng nghiên cứu bài ngày hôm nay và phần một lớn là cấu tạo chất. Phần này thì cần nhớ lại các nội dung kiến thức như sau. Thứ nhất là các chất được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt. Các chất được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt. Thứ hai là các phân tử chuyển động không ngừng. Các phân tử chuyển động không ngừng. Và thứ ba là các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Về phần lực tương tác giữa các phân tử. Giữa các phân tử cấu tạo nên vật tồn tại đồng thời cả lực hút và lực đẩy. Giữa các phân tử cấu tạo nên vật tồn tại đồng thời cả lực hút và lực đẩy. Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy lớn hơn lực hút. Và khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút lớn hơn lực đẩy. Vậy thì cái khoảng cách giữa các phân tử lớn hay nhỏ ở đây là phải so sánh với một giá trị nhất định. Thì chúng ta cùng quan sát cái mô hình ở dưới đây. Chúng ta coi như các phân tử khí có dạng như quả cầu. Đây, hai phân tử khí này như hai quả cầu. Và liên kết giữa hai phân tử coi như một lò xo. Liên kết giữa các phân tử coi như một lò xo. Vậy khi lò xo không bị giãn và cũng không bị nén. Khi lò xo không bị giãn và cũng không bị nén. Có nghĩa là nó có chiều dài tự nhiên. Thì khi đó lực hút và lực đẩy là cân bằng nhau. Coi như là lực hút và lực đẩy ở đây là cân bằng nhau. Đây là một mốc để so sánh. Chúng ta dùng cái mốc là lò xo ở trạng thái tự nhiên, không bị giãn và cũng không bị nén, làm mốc là lực hút và lực đẩy cân bằng nhau. Vậy khi mà chiều dài của lò xo ngắn đi, có nghĩa là lò xo bị nén, thì khi đó khoảng cách giữa các phân tử lúc này sẽ ngắn hơn so với cái mốc mà ta so sánh. Khoảng cách giữa các phân tử lúc này sẽ ngắn hơn so với cái mốc mà ta so sánh ban đầu là lò xo không bị giãn và không bị nén. Thì khi đó lực đẩy sẽ lớn hơn lực hút, vì lò xo luôn có xu hướng là trở lại hình dạng ban đầu và đẩy hai cái quả cầu này ra xa. Thì khi đó lực đẩy lớn hơn lực hút.
Đấy, chúng ta chỉ cần hiểu nôm na như vậy. Vậy trường hợp tiếp theo là kéo lò xo ra. Lò xo bị giãn. Lò xo bị giãn. Thì có nghĩa là chiều dài của lò xo bây giờ là dài hơn so với cái mốc mà ta so sánh. Đấy, dài hơn so với mốc của ta so sánh. Thì khi đó khoảng cách giữa các phân tử lớn, khoảng cách giữa các phân tử lớn thì ở đây lò xo luôn có xu hướng là kéo trở lại hình dạng ban đầu. Thì bây giờ là lực gì? Lực hút sẽ lớn hơn lực đẩy. Đấy, lực hút sẽ lớn hơn lực đẩy. Để giải thích về lực tương tác các phân tử thì các bạn liên hệ đến cái mô hình như thế này để các bạn so sánh và giải thích. Lưu ý lớn hay nhỏ là phải so với một cái mốc ban đầu nào đó. Thì chúng ta chọn cái mốc ban đầu là lò xo ở trạng thái tự nhiên, là không bị giãn và cũng không bị nén. Vậy ở cái mục này các bạn chỉ cần nhớ là giữa các phân tử cấu tạo nên vật thì luôn tồn tại đồng thời cả lực hút và lực đẩy. Luôn tồn tại đồng thời cả lực hút và lực đẩy. Và các chất thì được cấu tạo và được có thể tồn tại thường thì ở các thể rắn lỏng khí và có thể là trạng thái plasma nữa, nhưng cái đấy chúng ta không nghiên cứu, mà chúng ta nghiên cứu sâu về thể rắn, thể lỏng và thể khí. Thì ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử là yếu. Lực tương tác giữa các phân tử ở đây là yếu. Thứ hai là không có hình dạng và thể tích xác định. Không có hình dạng và thể tích xác định. Thứ ba là dễ nén và chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Dễ nén và chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Các bạn cứ hình dung như các bạn bơm bóng bay ấy. Đấy, hình dung như việc bơm bóng bay. Thì khi các bạn bơm khí vào thì khí sẽ chiếm toàn bộ thể tích của quả bóng bay. Và chúng ta rất dễ để bơm khí vào trong quả bóng bay, vậy chứng tỏ khí ở đây là sao? Dễ nén. Hay là chúng ta bơm xe cũng thế. Đấy, ví dụ về thể tí, về thể khí, về cái tính chất dễ nén và chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Về thể rắn thì lực tương tác giữa các phân tử mạnh giúp chúng có thể liên kết lại với nhau một cách chặt chẽ. Có hình dạng và thể tích xác định. Có hình dạng và thể tích xác định. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng xác định. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng xác định. Thể lỏng thì lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng sẽ lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các phân tử chất rắn. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng sẽ lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các phân tử chất rắn. Có hình dạng là hình dạng của bình chứa. Có hình dạng là hình dạng của bình chứa. Đây thấy rất là dễ dàng. Các bạn thấy các lon nước các bạn uống có hình dạng như thế nào thì hình dạng của chất lỏng trong đó có dạng là như thế. Ví dụ chúng ta cho chất lỏng vào trong bình hình cầu thì khi đó hình dạng của chất lỏng có dạng hình cầu. Cho chất lỏng vào trong dạng hình trụ thì khi đó chất lỏng có dạng là hình trụ. Và cho chất lỏng vào trong dạng hình vuông thì khi đó hình lập phương thì khi đó chất lỏng sẽ có dạng là hình lập phương. Vậy là có hình dạng là hình dạng của bình chứa, có nghĩa là bình chứa có hình như thế nào thì chất lỏng có hình như thế. Và các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng không cố định. Đây là đặc điểm khác với thể rắn, là các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng xác định. Còn thể lỏng là các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.
chúng ta đi nghiên cứu sâu về phần thể khí, nghiên cứu sâu về phần thể khí. Thì thuyết động học phân tử chất khí có nội dung như sau. Thuyết động học phân tử chất khí có nội dung như sau. Thứ nhất là chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt và có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Có kích thước rất nhỏ có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Nội dung thứ hai là các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động theo mọi hướng, không có một hướng xác định nào cả. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Các bạn cần chú ý ở đây, nếu nói về các chất thì các phân tử chuyển động không ngừng. Các chất thì các phân tử chuyển động không ngừng, nhưng đối với phân tử khí thì chuyển động hỗn loạn không ngừng. Tại sao lại như vậy? Các phân tử khí ở đây thì chuyển động theo mọi hướng. Các phân tử chất rắn thì dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định. Dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định. Thế còn các phân tử chất lỏng là dao động xung quanh vị trí cân bằng không xác định. Đấy. Còn thằng này, thằng chất khí này chuyển động hỗn loạn không ngừng, là theo mọi hướng. Khi chuyển động, các phân tử va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Khi chuyển động, các phân tử va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Và phần này là gây áp suất của chất khí lên thành bình. Gây áp suất của chất khí lên thành bình. Chú ý ở đây. Gây áp suất của chất khí lên thành bình. Chúng ta giải thích cái chỗ gây áp suất của chất khí lên thành bình như sau. Mỗi phân tử khí va chạm vào thành bình thì tác dụng lên thành bình một lực không đáng kể. Đấy. Mỗi một phân tử chất khí va chạm vào thành bình thì tác dụng lên thành bình một lực không đáng kể. Tuy nhiên là nhiều phân tử chất khí tác dụng lên thành bình thì gây lên một lực đáng kể. Nhiều phân tử chất khí thì gây lên một lực đáng kể. Và lực này gây áp suất của chất khí lên thành bình. Đấy, gây ra áp suất của chất khí lên thành bình. Đấy chính là nội dung của thuyết động học phân tử chất khí. Cần nhớ ở đây này. Cần nhớ ở đây nó có hai cái khác so với phần cấu tạo chất chung. Đó là thứ nhất là các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Đấy, là chuyển động theo mọi hướng. Còn đối với cấu tạo chất nói chung thì các phân tử chuyển động không ngừng. Đấy, chuyển động không ngừng.
là các phân tử chất lỏng thì chỉ dao động xung quanh vị trí cân bằng không xác định, còn các phân tử chất rắn thì dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định. Và khi chuyển động, các phân tử va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Đấy, và gây ra áp suất của chất khí lên thành bình. Và trong phần chất khí này chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về khí lý tưởng. Vậy khí lý tưởng, chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm. Chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm. Vậy chất điểm này, chất điểm này, các bạn đã học ở chương 1 về chất điểm. Chất điểm là gì? Chất điểm, một vật được coi là chất điểm khi mà kích thước của nó rất nhỏ so với quãng đường mà nó chuyển động được, hay so với khoảng cách mà ta xét. Đấy. Kích thước rất nhỏ so với quãng đường chuyển động hay là so với một khoảng cách nào đó mà ta xét thì khi đó được coi là chất điểm. Vậy khí lý tưởng thì giới hạn trong đó các phân tử khí được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm. Coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm. Và vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu xong nội dung của cái bài học ngày hôm nay. Vậy trong phần này các bạn cần nhớ, thứ nhất là phần cấu tạo chất, nhắc lại các nội dung kiến thức mà các bạn đã học ở lớp dưới, lực tương tác giữa các phân tử và đặc điểm của thể rắn, thể lỏng và thể khí. Thứ hai là thuyết động học phân tử chất khí. Đây là nội dung chính của bài, thì các bạn cần phải nhớ được nội dung của thuyết động học phân tử chất khí và về phần khí lý tưởng. Vậy qua phần nội dung kiến thức vừa học thì chúng ta cùng giải quyết một số các bài tập trắc nghiệm như sau. Ba lớn bài tập vận dụng. Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử? Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử? A. Chuyển động không ngừng. B. Giữa các phân tử có khoảng cách. C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Dựa vào phần cấu tạo chất thì các bạn đã có cái nội dung đầu tiên là các chất được cấu tạo từ các phân tử và các phân tử chuyển động không ngừng. Chuyển động không ngừng có nghĩa là các không đứng yên. Vậy thì câu C nó đã vi phạm là có lúc đứng yên ở đây và có lúc chuyển động. Vậy thì câu sai ở đây, không phải ở đây là câu C. Vậy câu 1 đáp án là C, có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. Câu số 2. Theo thuyết động học phân tử, các phân tử vật chất luôn luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng được cho các chất nào dưới đây? Chất khí, chất lỏng. A là chất khí, B là chất lỏng, C là chất khí và chất lỏng, D là chất khí, chất lỏng và chất rắn. Thì chất khí các phân tử cũng chuyển động không ngừng, chất lỏng các phân tử cũng chuyển động không ngừng và cụ thể là dao động quanh vị trí cân bằng không xác định. Còn chất rắn là các phân tử cũng chuyển động không ngừng và chuyển cụ thể là dao động quanh vị trí cân bằng xác định. Vậy thì thuyết này áp dụng được cho cả chất rắn, chất lỏng và chất khí. Đáp án là D. Câu số 3.
Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lý tưởng là không đúng? Câu nào sau đây nói về các phân tử lý tưởng là không đúng? A. Có lực tương tác không đáng kể. B. Có thể tích riêng không đáng kể. C. Có khối lượng không đáng kể. D. Có khối lượng đáng kể. Không đúng ở đây là có khối lượng không đáng kể. Câu số 4 hiện ra đáp án luôn. Các bạn đọc câu số 4. Câu này gần giống như câu số 1. Chúng ta chuyển sang câu số 5. Chất khí gây áp suất lên thành bình là do: A. Nhiệt độ. B. Va chạm. C. Khối lượng hạt. D. Thể tích. Rồi các bạn học nội dung của thuyết động học phân tử chất khí là: chất khí va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Khi chất khí va chạm với thành bình thì tác dụng lên thành bình một lực, và tập hợp của tất cả các lực do các phân tử chất khí tác dụng lên thành bình này thì gây ra áp suất lên thành bình. Vậy thì chất khí gây áp suất lên thành bình là do va chạm. Đáp án B là do va chạm. Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí? A. Lực tương tác giữa các phân tử là rất yếu. B. Các phân tử khí ở rất gần nhau. C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. D. Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng. Như thế này thì dựa vào tính chất của chất khí thì ta suy ra ngay được đáp án sai. Đây là đáp án B. Các phân tử khí ở rất gần nhau. Bởi vì trong nội dung của thuyết động học phân tử chất khí là chất khí được cấu tạo từ các hạt riêng biệt và có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Câu số 7. Chọn câu sai khi nói về cấu tạo chất. A. Các phân tử luôn luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. B. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. C. Các phân tử luôn luôn đứng yên và chỉ chuyển động khi nhiệt độ của vật càng cao. D. Các phân tử cấu tạo từ các hạt riêng biệt. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. Cái phần phần này để cho chính xác hơn thì chúng ta sửa lại một chút như sau. Các phân tử chuyển động không ngừng. Mình đã nói về 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 chất nói chung, không riêng biệt về chất khí, với các phân tử chuyển động không ngừng. Các phân tử chuyển động không ngừng. Các phân tử A là các phân tử luôn luôn chuyển động không ngừng. B. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. C. Các phân tử luôn luôn đứng yên và chỉ chuyển động khi nhiệt độ của vật cao. Và các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. Và câu sai ở đây là câu C. Các phân tử chuyển động không ngừng chứ không các phân tử không đứng yên. Và câu số 8. Chất khí dễ nén vì
các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. B. Lực hút giữa các phân tử rất yếu. C. Các phân tử ở cách xa nhau. D. Các phân tử bay tự do về mọi phía. Và đáp án ở đây là C, là các phân tử ở cách xa nhau. Do đó chất khí rất là dễ nén. Vậy hôm nay thầy cùng với các bạn nghiên cứu xong bài cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí. Về nhà các bạn ghi bài đầy đủ vào vở, học bài và xem xét lại 8 câu lý thuyết mà thầy đã cùng với các bạn chữa ngày hôm nay. Về phần này thì sẽ không có bài tập cho các bạn làm. Sang phần các định luật chất khí thì sẽ có rất nhiều bài tập để các bạn làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.